Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải về Lóc nha cô chú anh chị ơi. Chị Nhi cúng gì vậy cậu ơi chị Nhi? Hả? Rồi, bông hoa, trái cây. Này bún hả, bún chay hả chị? Này chắc cô chị Tư quá. Thấy cúng mà lọt lọt ra phân nửa vậy là chắc cô chị Tư rồi. Trái cây bông hoa đầy đủ cho anh chị ơi. Cái bình phong ly đẹp quá. À, đúng vậy, cái chốc tô luôn hả? Bắc Kinh quá trời lớn luôn, không biết sao nói chuyện nghe. À, đứng đây quay à, chị Nhi à, cúng à, cúng chay cho cậu. Hả chị Nhi mới chạy đi chợ đó hả? Thì mà em tưởng chị đi chung với mấy anh lớn đi xuống nhà anh Kim Tiểu Long chứ. Bây giờ nó quan cho cổ, nói cổ đi thành phố rồi. Không thấy đi, không thấy vô quá, thấy lâu quá, tưởng đâu đi chung chứ đâu có gì đâu mà quen. Không ngờ là cô đi mua đồ để cúng chú mà mấy chú em mình nói là cô đi phố quay. Tội lỗi. Đâu có gì đâu đúng không chị? À, bình thường mà. Bún chay nè cô. Ở trái này trái gì vậy chị? Trái lê kỳ vậy? Dưa lê hả? Thôi ai đi đâu đi đi, ở đây với cậu. Ở đây với cậu à. Cậu phù hộ. À, chị Nhi à, cúng à, 5 tô à, 4 chai à cô chú anh chị. Bom bóm à. Mới nói ở đây với cậu cái bom bóm bay 2-3 con luôn kìa. Chị Nhi đang đổ nước lèo vào hủ tiếu. Hủ tiếu là bún chay. Hủ tiếu chay. Rồi hôm bữa mình kia bự chai bá luôn kìa. Chị Tư kể nghe đặt mà chị Tư đi miền Trung đi máy bay cảm giác thế nào chị Tư? Rất là vui luôn hả? Quen nhớ ai bữa hổm có đi ngoài Bình Định chỗ đi đó
hàng chi thấy cổ quen quen mà. Một phần đẹp gái ghê luôn. Chị Tư đi máy bay, chị Tư không có cho em Múc gì đi theo chơi cho biết. Mấy mốt chừng nào chị Tư có dịp đi máy bay nữa, chị Tư cho em đi theo coi. Thôi gỡ la thấy mặt sao? Trời ơi, chị lên clip nhiều mà. Có, chị ngại ghi hình lắm. Lên đủ kênh hết trơn rồi. Mình ngồi ngay thẳng, mình đâu có gì đâu phải ngại không chị? Ta đang giái đừng nói chuyện xong. Nói chuyện nữa. Chị Tư dục cái nón đắt không? Ờ gì vậy sớm vậy? Kỳ vậy, tiện mới lên có xíu về rồi. Chị Tư mới lên xíu, Tư về chị Tư. Đi hết luôn rồi. Tại ai đi đâu đi đi, mình ở đây với cậu. Ủa bốm mà, bốm bó trời bự luôn nè. Rồi, chị Tư bị gì vậy? Rồi, chị Tư vẫn bị gì vậy? Rồi, đi mệt kìa. Thôi đừng quay, đừng quay. Chào khán giả, chào khán giả kênh Mùa Hải nha.